Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn muốn mình giải đáp thắc mắc gì về cây nhông thì comment bên dưới nha các bạn. Đây, hôm nay mình có một góc quay cây nhông rất là đẹp nha các bạn. Đây, để tha hồ mình zoom nó nha các bạn. Đấy, âm thanh sọt sọt vừa nãy là của con chó nhà mình nha các bạn. Tên là Kiki các bạn. Đây. Đây, trông nó ngủ thật là bá đạo nha bạn. Chân này, chân trắng đó. Đây, nó trông rất là đẹp nha các bạn. Đây, đây là loại kỳ nhông xám. Chúng ăn các côn trùng nhỏ như bướm, dế. Một số này côn trùng nhỏ hơn nữa như cào cào, châu chấu gì ấy, tùy theo nha các bạn. Riêng con này là con kỳ nhông đực nha các bạn. Đây. Mặc dù có thể là bụng hơi to đó các bạn. Đây. Bụng hơi to. Nhưng mà mình có thể nhìn qua đây. Sừng trên cổ nó rất là sừng sỏ các bạn. Đây. Ban ngày thì nó có gặp ánh nắng thì nó sẽ đổi màu, là lúc nó làm sặc sỡ ra để thu hút bạn tình nha các bạn. Đây. Cái bờm cổ này sẽ thay đổi đây. Đây ở dưới trung tâm màn hình đây, bờm cổ sẽ thay đổi màu. Và cái đầu nó hoặc là đến nửa người nó sẽ thay đổi màu đấy các bạn. Thường thì con kỳ nhông này thì nó sẽ đổi màu thành màu màu cam. Một số con thì đổi màu thành màu màu xanh cổ đen, xanh lá cây à đâu. Màu xanh nước biển, cổ màu đen, màu vàng hoặc là đỏ cam gì đó, tùy theo các bạn. Đây, để chứng minh mẫu nãy giờ là nó còn sống và nó là còn gì ta, không phải nó đang bất động, nó bằng nhựa thì mình sẽ chạm đuôi nó nha các bạn. Đây, đó, đến đó, đó, đó. Không biết sự có mặt của mình thì nha các bạn. Đây. Con này thì ban đêm nó ngủ thì dễ phát hiện trên các những cành cây các bạn. Đuôi nó rất là dài, nó sẽ rủ xuống như vậy. Nó thường thường nó sẽ ở ngọn các cành cây như vậy. Đây. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ một ít thông tin về con kỳ nhông ban đêm mình gặp. Các bạn nào có thắc mắc gì thì mình sẽ giải đáp nha. Mình thì mình không nuôi kỳ nhông, nhưng mà là mình biết cách bắt, tìm kiếm như các nguồn thức ăn của nó trong tự nhiên. Còn bình thường mình có thể nuôi bằng sâu gạo, nuôi bằng dế cơm hoặc là nói chung là động côn trùng nhỏ nha bạn. Các bạn nào còn thắc mắc thì comment cho mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn đã